Đây là quán phở gà vừa ngon vừa rẻ mà chưa một ai trên tiktok này từng giới thiệu Nhưng khách và các liền anh liền trị có số má trong giới phở đều khen tấm tắc Sự độc đáo đầu tiên là ở đây bán chuyên phở gà đực Đầu mô hình cầm chéo, ấm chén đầy đủ nên chắc chắn là gà đực rồi Giữa muôn vàn các quán phở treo biển phở gà ta xịn Phở gà miếng xịn với chất gà mềm mềm, da mỏng thì một quán phở gà đực với phần thịt dai, da dày, giòn và có phần hơi dai này sẽ là một sự khác biệt. Tất nhiên nói thẳng ra là thịt gà trống công nghiệp bây giờ không thể ngon và ngọt như cái loại gà trống thiến hồi xưa và cũng sẽ không có độ ngọt mềm như thịt gà mái. Tôi nói để cho các bạn xem clip này biết mà cân nhắc trước khi thử. Điều thú vị thứ hai là phở ở đây bán giá theo đầu người, phở lườn 40, phở đùi cũng 40, ăn gì thì cũng 40, trông cũng đầy đạn chứ không phải dạng lèo tèo đâu. Gọi thêm một bát lòng mề trứng non cũng chỉ 20.000 một người, bát như trong video là 40 000 Nếu thích thì mọi người có thể gọi thêm bát da gà giòn dai thì thêm 20 000 một bát như mình. Đặc biệt là nước dùng gà ở đây nấu rất thơm, ngọt, đậm đà và cũng trong veo vàng óng bắt mắt. Bánh phở có chút dai và đủ mềm để quyện với nước dùng, quẩy chất lượng cao, giòn ngoài trong mềm không hôi dầu lọ giấm ớt dùng loại ớt sừng trâu, ngâm chín thơm lừng rồi mới phục vụ. Túm lại là ưng rất ưng. Cho ai chưa biết quán này thì không để biển tên, nhưng mọi người hay ăn đều gọi yêu thương là phở cậu hào. Chủ quán cực dí dỏm vui tính, thấy bảo hôm nào mà ăn lô thì bốc thịt cứ phải gọi là mát máy. Quán bán từ sáng đến tầm 12 giờ trưa hết hàng là nghỉ. Bạn nào ở xa về chơi Tết hoặc thích trải nghiệm tìm tòi các quán phở thì đây cũng là một nơi rất đáng để trải nghiệm. Chúc các bạn ngon miệng và đừng quên mang theo tiền mặt khi tới ăn nhé.